Trong hơn một tuần qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023 sắp khởi tranh tại Thái Lan. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến khi các giải bóng đá chuyên nghiệp vừa kết thúc loạt trận cuối tuần qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới có trong tay những cầu thủ quan trọng. Trong buổi tập sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có thêm 5 sự bổ sung chất lượng, gồm các cầu thủ Văn Triệu, Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ Văn Hà của SHB Đà Nẵng và Nguyễn Minh Quang của câu lạc bộ Bình Thuận. 4 trong số 5 cầu thủ này là những cái tên đã góp mặt trong các đợt tập trung trước đây của đội U20 và U23 Việt Nam. Còn Nguyễn Quang Minh là nhân tố mới được triệu tập. Cầu thủ này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng nhất quốc gia với 8 pha lập công cho câu lạc bộ Bình Thuận. Hiện tại, quân số của đội tuyển U23 Việt Nam đã tăng lên 22 cầu thủ. Một số gương mặt quan trọng khác sẽ tiếp tục hội quân trong những ngày sắp tới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các câu lạc bộ, theo kế hoạch đã thống nhất với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trong quãng thời gian tập trung tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 tới, toàn đội sẽ duy trì tập 2 buổi một ngày. Dự kiến vào chiều ngày 10 tháng 8 tới, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu tập với đội U21 của câu lạc bộ Hà Nội.